trong trong sáng tươi hồng giống một trẻ thơ. Những nơi đền thờ khi tới linh giờ uy nghi rừng rỡ. Người là con Chúa một sứ loan truyền nhân thế mong chờ, nhưng vẫn ngoan hiền thanh hiến theo luật dâng tiến Chúa Cha. Người là ánh sáng của muôn dân soi chiếu cho dương trần. Người là vinh quang của dân gian đem phúc lòng muôn thiên. Âu Chúa là mặt trời công chính tới ngự trong thánh đài, cho ai lòng thần phục hôm mai hưởng phúc vinh an bình. Bao năm đợi chờ Chúa bây giờ mới gặp trẻ thơ, tiên tri nghẹn lời tay ấm con trời cao giao tình Chúa. Đường xem thấy ơn Chúa dư đầy ban xuống nhân trần, nên ngưỡng chung phần mong trên an bình về chốn phú bình. Người là ánh sáng của muôn dân soi chiếu cho dương trần. Người là vinh quang của dân riêng đem phúc lòng muôn thiên. Chúa là mặt trời công chính tới ngự trong thánh đài, cho ai lòng thần phục hôm mai hưởng phúc vinh an
trần trong uy dũng hùng anh. Người là ai hỡi đức vua hiền vinh đang đến oai linh, lòng thành kính mong biết người là ai hỡi người là ai. Đức vua vào oai dũng thanh cao uy anh hào ấy là người nào đây, là đức vua hiền vinh, người chính là ôi thiên chúa đạo bên.